Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi trên màn hình. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Chuẩn bị bước sang năm 2024. Còn một ngày mai nữa là ngày 31. Thì đêm 31 tại sân kho nhà hát lớn của thành phố Hải Phòng diễn ra một cái chương trình ca nhạc tuyệt vời. Chúc mừng năm mới 2024. Happy New Year 2024 rất là hoành tráng và tráng lệ tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Còn bây giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023 các bạn đang theo dõi trên màn hình là một số các thiếu nữ rất là đẹp, ăn mặc rất là Việt Nam, áo dài, khăn quấn trên đầu, rất là đẹp và đeo những cái kính màu đen màu nâu, thể hiện như vậy là tân thời, giao duyên giữa cái cũ và cái mới, tức là thời kỳ ngày xưa khi phụ nữ lớn lên thì ăn mặc áo dài, quấn khăn trên đầu đấy. Do vậy là đến bây giờ thời kỳ này là tân thời, toàn bộ phụ nữ người ta mặc theo kiểu quần áo Tây Âu. Thế nhưng một số chị em phụ nữ rất có một cái nhìn nhận và nhận xét như vậy là mình phải ăn mặc như thế nào đó cho nó tân thời. Đấy, tân thời để cho mọi người nhìn thấy cái vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Mặc áo dài, quần đen áo dài. Đấy, còn áo thì rất nhiều màu sắc. Áo vàng, áo trắng, áo xanh, áo đỏ, đủ các loại. Trên đầu quấn khăn. Sau đó còn có người đội cả nón quai thao. Cái khăn quấn như thế là dùng để đội nón quai thao cho đỡ sọc sạch, đỡ rơi. Đấy là một cái rất là đặc trưng của văn hóa Việt Nam trong thời gian này. Thế thì bây giờ như vậy là các bạn đang theo dõi trên màn hình là những chị em phụ nữ người Hải Phòng đang chụp ảnh, quay video ở ngay tại chỗ đường Lý Thường Kiệt, bờ sông Tam Bạc, tức là hồ Tam Bạc các bạn. Hồ Tam Bạc có những chú thiên nga rất là đẹp. Vừa rồi thành phố Hải Phòng xây dựng khu bờ hồ Tam Bạc này, đồng thời như vậy là có phố đi bộ Thế Lữ, đồng thời bên kia là đường Lý Thường Kiệt cũng là một phố đi bộ, khu vực chợ đổ chợ sắt ngày xưa. Cho nên là phong cảnh ở nơi này là rất là đẹp, phong cảnh rất là hữu tình và rất nhiều nhà cổ từ thời kỳ Trung Quốc người Hoa vẫn còn ở đây, mà những ngôi nhà đó vẫn còn chứ chưa có một cái gì để thay đổi cả. Do vậy là khu vực nhà cổ đẹp nhất ở Hải Phòng và nhiều nhất ở Hải Phòng là khu vực Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, khu vực chợ đổ Tam Bạc, chợ sắt. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là rất nhiều như vậy, khu vực này là nhà cửa rồi là bà con buôn bán rất là sầm uất. Tiếp tục chương trình của năm 2023-2024 là Tết Dương Lịch, thì một số chị em phụ nữ xinh đẹp cùng với lại một dàn thợ quay phim chụp ảnh đi cùng và chụp ảnh những cái bức ảnh đẹp, quay phim những cái bức video đẹp để như vậy đăng lên trên mạng để cho mọi người xem là cái không khí đón Tết 2023-2024 tại Hải Phòng. Và tiếp theo chương trình này các bạn theo dõi là và thưởng thức những cái bản nhạc rất là hay của năm mới 2023-2024. Mời quý vị và các bạn. Ở chương trình thả dáng đón Tết Dương Lịch 2023-2024 của những thiếu nữ thành phố Hải Phòng đến đây là tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.